Chiều ngày 11 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lễ khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024. Đồng chí Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức Hội Xuân Núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024, chủ trì cuộc họp. Theo đó, chương trình nghệ thuật lễ khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 với chủ đề Hương sắc Tây Ninh năm 2024 sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày mùng 4 tháng Giêng âm lịch. Chương trình được dự kiến khoảng 120 phút, bắn pháo hoa phối hợp tầm cao và tầm thấp, được tổ chức tại khu quảng trường đối diện nhà ga cáp treo Bà Đen. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng TTV11 và các hạ tầng phát sóng OTT của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Tại hội nghị, thành viên ban tổ chức Hội Xuân đã báo cáo các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phân luồng giao thông, tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc, công tác lễ tân và đón đại biểu dự lễ khai mạc, công tác quảng bá cho Hội Xuân. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Đức Trong chỉ đạo thành viên ban tổ chức cần triển khai thực hiện kế hoạch lễ khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024. Đặc biệt, cần lưu ý công tác an ninh trật tự, lắp đặt hệ thống camera, đảm bảo an toàn cho du khách, phân luồng giao thông hợp lý, không để xảy ra tình trạng ùn tắc. Các sở ngành cần có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, đảm bảo cho lễ khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 diễn ra tiết kiệm, an toàn, hoành tráng, tạo điểm nhấn để quảng bá tỉnh Tây Ninh đối với du khách trong và ngoài nước.